Bữa nay là sinh nhật Elina nha. Happy birthday to you. Qua bánh nha em. Qua bánh nha. Ê đi. Bữa nay là sinh nhật Elina 4 tuổi nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Elina. Happy birthday to you. Elina, Elina. Có phải cái grand souhait gì không? Un rêve. Làm lại đi. Elina muốn cái gì? Mạnh thật mạnh, muốn trong đầu á nha. Elina muốn cái gì? Phải muốn mạnh thật mạnh trong đầu á, muốn chưa? Thôi nè, giờ Elina xin chào đi. Xin chào. Hôm nay là ngày gì đây? Xin chào ai? Hôm nay là sinh nhật của con Elina. À, con Elina con mấy tuổi? Cá thon. Cá thon là 4 tuổi. Biết không? Ừ. Elina 4 tuổi. Rồi Elina thổi lại. Giỏi quá. Rồi, chúc mừng sinh nhật Elina nha. Chúc Elina mau lớn nè, học giỏi nè, luôn xinh đẹp nè, ngoan với mẹ nha. Rồi cảm ơn Tata. Cảm ơn Tata. Rồi Elina, mẹ tặng quà cho Elina kìa. Elina mở quà chưa? Mẹ tặng quà cho Elina kìa. Không phải Elina, merci cadeau của Tata đi. Merci cadeau. Với merci bánh kìa. Ginh ginh quà vừa cho em vô luôn đi. Melanie, Elodie, Ginh Phụ ơi. Ôi, Ginh Phụ ơi. Đi xuống đây nhận quà nha. Đó, ông già Noel đem tới cho Elina đó nha. Ôi là lơ. Đó, ông già Noel đem cadeau tới cho Elina đó. Cái này là cái gì? Cái gì? Cái cuisine. Cái cuisine. Phải không con? Phải không? Phải cuisine không? Đây, Elina có thích không? Thích không? Cái này của ai tặng đây? Này cái đó của mẹ. Của mẹ. Rồi con lại cảm ơn mẹ đi. Bác xin mẹ. Giỏi, không mẹ miếng. Để không mẹ miếng. Không mẹ miếng cảm ơn. Đi. Đi, không mẹ miếng. Đi, nhanh lên. Nè, không. Merci na. Quá trời luôn. Phải gáp rồi. Phải gáp rồi. Rồi ba phải ra tay rồi ba ba ơi. Ba ba phải ra tay rồi, không gáp là không được đâu. Phải gáp ra dàn bếp rồi. Ba phải kêu anh hai, kêu anh ba chứ. Anh ba không biết gáp đâu. Kêu anh ba gáp cho Elina. Kêu anh ba đàng hoàng. Phải anh ba đàng hoàng. Anh ba. Rồi. Chị ai nói? Chị ai nói? Chị ai nói nhiều quá trời nhiều luôn. Mẹ Quy phải nhiều, phải gáp đàn thân nó mới lên thành cái bếp được chứ. Chắc mình đi ăn bánh chứ là mình gáp sao? Ừ, thôi để cho ba gáp mình đi cắt bánh đi mầm đi. Đi, Elina. Elina. Không mình lên ăn bánh đi, ăn bánh xong rồi để cho ba gáp đi nha. Đi. Đi mình lên ăn bánh đi, cắt bánh đi con. Nè. Bánh đi. Bây giờ mình phải đi dẹp cái này trước. Ai lấy cái này giờ mình phải đi dẹp. Đúng rồi. Chị hai nói đúng đó, giờ mình phải đi dẹp cái này rồi mình mới có chỗ rồi mình mới dọn mấy cái kia được. Rồi. Mấy cái mấy hồi mới có chỗ mới làm chi riêng đó. Cái bọc đồ đâu hết rồi Gina, Gina cứ bọc bỏ vô lại Gina, để mất hết. Cái bọc nãy đâu? Bọc. Ừ. Bỏ lại vô vậy luôn ha. Gina ơi, có vui không? Dạ. Vui không? Hôm nay ngày gì mà Gina vui vậy ta? Ngày gì? Ngày gì? Hả? Ngày gì? Nay ngày gì? Không biết hả? Sinh nhật ai? Sinh nhật Elina.
con nó không biết. À, sinh nhật Eddie, bánh anniversary đi. Sinh nhật ai? Ủa vậy cái bếp này của ai? Eddie. Cái bếp này của ai? Eddie. Đi nè. Cái bếp này của ai? Bị của mẹ ha. Mẹ. Của mẹ đi. Cha mẹ. Của mẹ đi. Đó. Mới đi học có mấy tháng, học mẫu giáo mấy tháng về bây giờ sổ tiếng Tây rồi đó. Chưa. Ai nói ở nhà nói tiếng Việt rồi đi học không sợ không biết nói tiếng Tây đâu. Trời ơi, ở nhà nói tiếng Việt không á mà đi học mấy cái mấy tháng về nó sổ tiếng Tây không kìa. Đó. Hồi sáng này nó còn bắt lỗi em nữa đó, em nói gì mà nó nói không trúng. Sụp khi mẹ nói không trúng. Nè phải nói làm sao mới trúng? Ui, phải như vậy á. Ta ta nói nó đây nè, con phải làm sao nó thành cái gì như vậy nè. Thấy không? Hai cái này là hai cái bên hông nè. Ừ. Thôi để ba ba làm ấy, mình đi lên ăn bánh. Con, đi. Con chị, phải ăn chứ vậy. Phải ăn. Vậy thôi mình đem bánh về. Ờ, phải ăn. Đây là một cái kizin của Elina. Elina sẽ phải nấu đồ ăn. Elina sẽ gáp xong rồi lên sẽ lên vậy. Elina sẽ phải nấu đồ ăn cho mẹ. Ok Elina. Nấu đồ ăn cho mẹ ha. Tắt cá. Mà mình phải tháo ra hết Elina đi mình mới lấy ra được. Bánh kem. Bánh kem của Tata tặng cho Elina. Tata tặng cho Elina mình nha. Mẹ mày tặng món quà mà cả nhà đều được chơi. Nãy giờ chị hai ngồi đi tháo gì rồi em đi dục rồi cũng quạt nữa. Bây giờ cả nhà xuống nhau để mà phụ làm cái bếp cho Elina. Giờ phải gáp cái dàn bếp. Giờ phải gáp cái dàn bếp cho chị mới được. Trời đất ơi. Đó, cái bếp của bả đó. Này. Có gì bếp rồi. Son nồi đồ đánh trứng. Rồi cái này Ina phải mang vô nè. Đó, cái này phải mang vô tapie mang vô. Đừng có pin, đừng làm mất pin nha con. Để hồi ba phải gắn vô đâu á. Đó. Elina. Đừng có làm mất pin nha. Để hồi ba phải gắn pin đó. Trời ơi, đừng làm mất mấy cái đó nha. Phải gắn vô bếp á. Bây giờ xúm nhau phải làm cái bếp cho Elina. Gáp lại hết cái dàn bếp này chắc cũng đuối luôn quá. Đuối chứ mà đuối đuối. Gì? Ina không đuối nhưng mà ba đuối. Đuối không? Chị hỏi ba coi ba có đuối không? Ba có đuối không ba? No. Đi số ba cái đi cho ba đừng có đuối. Ina, đi số ba. Đi số ba cái đi cho ba đừng có mệt. Nói video nha cho ba số mạnh nào. Video cảm ơn. Cảm ơn ba làm bếp cho Elina. Mà ai ai mua cho Elina vậy? Mẹ. Mày. Mẹ với ba. Mẹ với ba luôn đúng rồi, hai người. Đó. Ở bên nào? Mua đâu á hả? Ở ở chợ Lidl. Ôi đúng rồi nè, thôi bữa nay sinh nhật Elina nè, hát một bài đi. Giỏi. Hát một bài cho giỏi. Rồi hát một bài tiếng Việt đi. Bài tiếng Việt. Không hát tiếng Việt. Giỏi quá. Bravo Elina. Rồi Elina hát cái bài ba đi.
bà ơi bà đây bà nhắm tóc bà chân bà chân như mày cháu như bà trong nông bàn tay thì cháu nâng là chân bà vui la 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 la. Giỏi quá, thôi vậy giờ mình cúp nha, một hồi mình làm lại ha, chừng nào ba gáp bếp đi na xong rồi mình quay lại nữa, ok chịu không? Ủa mẹ đâu làm gì đâu, đi làm đi đi, phụ làm với em đi con, phụ làm với em đi. Rồi sao nồi của Lina đâu? Nó đó hả? Ta là từ nãy giờ chơi gì mà mới sáng sớm comment con đói quá, gì đói vì đi đâu đi đâu được vậy nè. Bà gáp chưa xong. Gáp chưa xong. Ở đây là mua đồ về là nó phải nằm trong bản đồ vậy đó, rồi phải coi, phải gáp. Phải gáp theo cái bản đồ nó mới ra. Không có cái gì mà mua mà nó làm sẵn cho mình hết, trừ khi mua những cái món hàng cũ. Còn đồ mới là về phải tự gáp hết. Elina ơi, một hồi chuẩn bị nấu đồ ăn nha. Nha, hồi chuẩn bị nấu đồ ăn nha. Cho mẹ. À, nấu đồ ăn cho mẹ. Phải không? Ôi trời, nấu hết cho Tú Mông luôn vậy hả? Trời ơi. Tú Mông ngồi hả? Ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất hả? Coi Elina nấu hả? Elina nấu món gì? Món gì? Bò sông. Bò sông là cá. Nấu món cá. Rồi Elina có làm bánh không? Làm bánh nữa. Elina có bếp rồi, Elina có đồ nghề nè, Elina có đủ luôn nè, thấy chưa? Elina có nè. Elina có này, Elina có cây để làm bánh luôn nè, thấy không? Để đánh trứng làm bánh luôn. Ok. Ừ. 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 Elina có thích cái bếp này không? Thích cái bếp không? Ừ, cái bếp. Huy hả? Chờ ba gáp chút nha. Cái lan mẹ cảm ơn Tata đi. Mẹ mẹ xin Tata cho gì? Mẹ xin Tata cho gì? Cá thòn. Mẹ xin Tata cho bánh Lina nè, cho ca đôi Lina nữa nè. Thấy không? Tata gì? Tata gì? Tata gì? Tata chị Hàn. Tata chị Hàn. Làm mới luôn á Tata. Ô la la đẹp vậy đó hả? Ôi tắp bi dê rồi găng nữa trời ơi.